Chào mấy bạn, hôm nay mình ghé An Giang, mình hướng dẫn mấy cái chú khách hàng của mình là làm cành. Xong mình giao phân, mình đi theo xe mình xuống, mình hướng dẫn chủ vườn làm cành. Thì chủ vườn có coi YouTube của mình làm cành cũng rất là ok rồi. Các bạn thấy là sau khi phun amino phát của mình. Đó. Đây là cà na, xứ này là cà na không à. Cà na nè, bắt đầu bây giờ mình chuyển đổi canh tác rồi. Là chuyển qua sầu riêng rồi. Mấy bạn muốn làm cành sớm á, để cháy sớm á, thì mấy bạn phải tỉa cành. Là mình lựa là cành chiến lược, chứ cành nhỏ là không để cháy được nha. Lựa là cành chiến lược. Là tức là khoảng cách trong đây nè, để mình kiếm cây nào dễ dễ mình chỉ cho. Cái đọt mình dùng cái nung pháp của mình đó là ra nó nâu nè nha. Đọt này á, lá như thế này nè. Mấy bạn phun cho mình thêm một cữ amino pháp nữa. Rồi 7 ngày sau tới 10 ngày sau mấy bạn phun lại. Cái bình cầu bài chính. Đây, không biết mấy của mình nè. Đó. Đây nè, để mình lên đây mình chỉ cho là mình hướng dưỡng, hướng dẫn chú dưỡng cắt nè. Tức là từ trong đây nè, khoảng cách từ trong thân ra, mấy bạn muốn để cháy sớm á, đây bạn cắt ra, cắt dài tới khoảng này, hai cành này bỏ luôn nha. Hai cành này bỏ luôn. Mình cắt là vị trí mình cắt này, sau này nó sẽ làm cái mầm ngủ. Một cái cành đây nó sẽ làm cái mầm ngủ. Sau này á, mắt cua nó sẽ xì ra những chỗ này. Còn mấy bạn để từ vị trí cành từ đây ra luôn, cho tới đây luôn. Thì nó sẽ không có mầm ngủ, thì cây mà sao nó ra bông được. Giờ mình cắt khoảng cách nó thoáng như thế này nè, ăn cành nó mau bự nha. Mấy cây này cái cây nhỏ thôi, còn mấy cây kia bự lắm, tháng 10 cho trái được rồi mấy cây bự đó. Mình dọn cành như thế, cành làm chiến lược rồi mình để lại, còn cành nào mà ăn hại ăn bám là thôi chia tay sớm. Này như cái cành này nè, là mình chuẩn bị là năm nay mình để trái là từ trong đó mấy bạn cắt cho mình 1m2 để cắt tới khoảng này, từ cành này trừ lại, còn từ trong trở ra, từ trong thân trở ra là bạn cắt hết nha, đặng cho cái cành nó bự lên. Và những cái vị trí cắt của mình á, vườn này phân nữa là mua sinh kinh, phân nữa là đi sáo. Và những cái vị trí cắt của mình á là sẽ làm mầm ngủ nha, tập trung dinh dưỡng nha. Mình nuôi những cái cành mà mình đã chuẩn bị làm trái thôi. Cái cây này lúc trước nó xấu lắm, xấu mà hôm nay lên được gì nữa nè. Dạ, mua sinh kim mà nó qua đốt được nó khỏe lắm chú ơi. Nè, cái cây này rất thắt câu rễ nè. Hai chú vừa có hỏi mình là lấy cái dao gạch ba đường bên đây sao này cho nó gốc này bự lên, không phải đâu nha. Do cái bộ rễ nó kém, bộ rễ kém thì không để dinh dưỡng lên được nhiều. Không nuôi được cái thân dính này thì cái rễ nó bị tớp, bỏ câu rễ. Mấy bạn làm cho nó ra cơi, cây nó khỏe lại từ từ từ. Cái gò rễ nó phình ra thôi nha. Qua đốt rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Các bạn nhìn mà cái cây mà có dùng ai nung pháp của mình á, là cái đọt rất là nâu mà lá nó xanh móng như cái ăn trưa này. Nè. Đó, chấm lỏng hết rồi. Nè. Chú vườn này làm rất là kỹ, càng dây luôn nè. Từ dụng thân chảy ra đó, các bạn thấy không? Chấm lỏng nè. Đó. Cây này mới có chắc có mấy lớn thôi mà các bạn thấy là cành của mình là bự. Bự cũng bằng những cái của mình nè. Đó, mình giữ lại những cành chiến lược thôi. Đó, là này nè. Đó. Năm sau, vườn này hứa luôn năm sau sẽ cho trái. Cho những cây bự, những cây tơ 3 năm. Vườn này. Tại vì đây đến tháng 10 á, tháng 10, tháng 11 mình làm bông á, thì mình được 4 cây đọt nữa. 4 cây đọt cây này nó lớn như lắm lớn các bạn. Mà thấy lá không? Đó. Nó xanh bóng gì đó nè. Với cái nắng ba mươi mấy độ như thế này á, tưới như thế nào là đủ ẩm. Tức là mấy bạn tưới á, mà mấy bạn đi ra thăm vườn thấy mô mình vẫn còn ướt như thế này là ok. Thấy mô mà nó khô lại thì bắt đầu bật bao tưa tưới nữa nha. Nè bạn thấy không, ở trong đây nè, nó thoáng ra hết rồi nè. Đó, gì đó cành nó mới bao bự nha. Thì mấy bạn đếm đi, 4 cành 5 cành thôi mình chấp lại là bằng cái góc chính của mình nè. Cành trên nó vẫn bự nè. Đó. Nè, lá nè các bạn. Mình không. Rồi, ok. Đó, làm cành như thế này ha, muốn để cháy sớm thì làm cành như thế này, chống nó như thế này. Nó những cái vị trí mà cành nó vượt lên nè. Là chủ vườn nó bấm rồi nè, bấm cái đầu rồi nè. Đó. Rồi, ok. Rồi, xin chào các bạn. Ha.
Hôm nay mình làm cái video này mình nói sơ là gì, cái amino pháp đó. Thì thật sự là 3 tháng nay là bùng nổ về cái amino pháp, thì các bạn biết rồi, không cần BM thêm gì cái amino pháp nữa. Tại sao mà trong vòng 3 tháng nay mình bán hơn 300-400 thùng, gần 300-400 thùng amino pháp rồi. Mình mới về 3 ngày trước là 100 thùng amino pháp như thế này ha. Cái cây pallet này, cái thùng 1 lít này là mình chắc đầy một cây pallet. Hiện nay nó còn mới 3 ngày nay nó còn phần nữa thôi, tức là bán hơn 20 thùng rồi đó. Còn bên đây á là bán 5-7 thùng rồi đó. Thì không cần giới thiệu gì cái sản phẩm nó tốt như thế nào nữa đó, tất cả hình ảnh và video của mình từng nơi mình cập nhật rồi đó. Thì nói lại gì các mà amino pháp thôi, hôm nay có xuất hiện thêm một cái lô hàng nửa lít đó. Thì lúc đầu tiên mà cái lô hàng 1 lít này về á, là mình cho trải nghiệm, mình cho chạy GoDay một tháng đầu tiên mình bán cả 100 thùng rồi, là mình thấy hiệu ứng rất là ok, sản phẩm được khách hàng phản hồi rất là tích cực đó. Thì mình mới yêu cầu, đúng là mình mới suy nghĩ lại những cái vườn nhỏ, mình mới yêu cầu công ty á là làm cho mình cái chai nhỏ, chai nửa lít như thế này đó. Tại vì những cái vườn nhỏ mình nói là mình bán hàng á, mình nói rồi, mình nói rất là nhiều rồi ha, một chai mình cũng bán, hai chai cũng bán, một thùng, 5 thùng, 10 thùng mình vẫn bán, có lớn mới có nhỏ nha, đi từ dưới đi lên đó, đi phải đi từ dưới đi lên, và có lớn mới có nhỏ rồi mới có lớn nữa ha. Nó quy luật nó như thế, có lớn có nhỏ rồi có lớn, nhỏ mình cũng bán, lớn mình cũng bán, và mình bán được cái vườn lớn rồi, bán được cái chai lớn này rồi, là mình suy nghĩ là những cái vườn nhỏ cho khách hàng nhỏ của mình, cho những người mình mới cải tạo đất lại, người ta mới bước đi những bước đi đầu tiên những cái sầu riêng, thì người ta có sản phẩm tốt và cái chai hợp túi tiền của người ta, ăn người ta dùng đó, chứ người ta mới trồng 30 cây à, đó, chi phí người ta đầu tư 1 triệu à, kể cả từ giống tới này kia, rồi bây giờ bắt ta mua chai này 280 ngàn, tao sao chuyện nào mới hết đó. Có lô nửa lít rồi mình tự tin luôn. Đầu tiên á, mình nói lại, đầu tiên cái lô nửa lít này á, chai nửa lít này về, chai này không được nửa lít nha mấy bạn, chai này 450 thôi, 450 đây, nó hay chả à, 450 nha. Công ty quy định á là giá niêm yết bán là 155 ngàn cho một chai này như thế này, mấy bạn dùng cho mình 300-400 lít nước. À, thì mấy bạn biết rồi, mình mua cái chai gì mà chai nửa lít, mình mua cái chai 1 lít thì nó sẽ rẻ hơn, và mấy bạn mua cái chai 2 lít thì rẻ hơn nữa, và mua ba cái chai 3 lít, 4 lít, 5 lít nó sẽ ngại tiền hơn, nó là như thế thôi. Thì một đống chai, một chai này 1 lít thì nó sẽ rẻ tiền gia công hơn là hai chai này, hai chai nửa lít ha, thì đơn giản vậy thôi đó. Rồi mình thấy mình á, xin công ty, bàn những công ty rút cái giá tốt nhất, thì hiện nay rút được 5 ngàn cho một chai này, tức là một chai này á hiện tại mình đang bán luôn, mình bán luôn là 150 ngàn nha, chứ công ty đưa tới 155 ngàn, mà phải chai này nửa chai này đúng nửa lít á thì mình cho bán giá đó, mình chấp nhận bán giá đó. Còn cái chai này có 450 à, bán 300, bán 155 ngàn chạy ra 310 thì mình thấy không ổn, 150 là được nha. Mình đã bàn và thống nhất được với công ty, đã xin được thêm 5 ngàn cho khách hàng của mình đó. Mình nghĩ tới sản phẩm nhỏ đang cho khách hàng xài, và mình nghĩ luôn được cái giá nó, mình lo được cái giá tốt nhất để tới khách hàng của mình, đang có những cái dòng sản phẩm mà nó chứng, nó mình phun cho cây trồng mình nó đi đọt, đặt cái con xuống là phải đi đọt nha đó. Rồi còn cái amino pháp nó tốt làm sao ha, phun vào đi đọt làm sao, thì với cái lượng hàng mình đi như thế thì khách hàng sẽ tự tin và đã tự tin mà áp dụng nha. Nếu mà khách hàng mà không tự tin áp dụng, mà hàng ba cái hàng amino pháp này mình nói gì đó mà nó không tốt, thì nhập về 300-400 thùng này không biết làm gì cho hết các bạn. Chúng ta không biết làm gì cho hết 300-400 thùng này đó. Đó, hàng nó phải tốt, phải chất lượng, nói sao có gì. Thì cái lượng hàng trong vòng 3 tháng này đó, đâu phải được 300-400 thùng đó. Nếu mà không đi được, để gì một đống ở đây đó, thì gì có chết dở rồi, không biết làm cách nào được cho hết đó. Rồi có một số khách hàng mua 1-2 chai của mình để tới thử sản phẩm, rồi phun xong thấy đạt hỏi mình là chai này, amino pháp này hàng sử dụng bao lâu, đặng mua 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng để dành xài đó, quấn cái đường dài, anh thích đó, khách hàng nói là anh thích những cái lô đầu tiên đó, thì cái lô đầu tiên hay lô sau này cũng gì, mấy bạn cứ yên tâm nha, sản phẩm về tại mình và chính tay mình độc quyền thì không có chuyện mà mừng đồ heo nó cháo đâu nha, mình cam đoan về chất lượng, cam đoan đó. Thì cái tính cách làm việc của mình, cách làm việc của mình á, thì bạn biết rồi nha, sản phẩm phải chuẩn đi rồi nói chuyện sao
Đó, thầy bạn xem nè, cái lô này nè, 16 tháng 11 năm 2021 thì hạn sử dụng của nó, đây hạn dùng của nó, hơi khó coi, tại cái tem phụ nằm ở trong, đây, hạn sử dụng 3 năm nha, ngày sản xuất và lô sản xuất, và số lô, ngày sản xuất và số lô, xem trên nhãn chai, đó, thì 3 năm, thì cái chai này tới năm 2024 mới hết hạn là, đó, thì mấy bạn cứ vô tư, mua một thùng để nhà xài, đó, thì hiện tại, chính sách là một thùng sẽ tăng một chai, sắp tới là chương trình tốt này sẽ không còn nữa nha bạn, một thùng tăng một chai, đó, rồi, cái chai này mới về, đó, đét đây, cái chai này cái đét nó hơi mờ rồi, mình lấy cái chai này, đây, cái đét mới nè, đó, ngày 9 tháng 2, ngày 9 tháng 2 năm 2022 ha, đó, thì tới 2025 nó mới hết hạn, mấy bạn cứ yên tâm mà dùng, đó, thùng chai lớn 1 lít cũng tặng 1 chai, thùng chai nhỏ mua 1 thùng cũng tặng 1 chai và chi phí vận chuyển là mình miễn ship hết nha. Đó, hỗ trợ hết mình cho khách hàng mình, hỗ trợ tối đa có thể. Đó, rồi, ok.